Là chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực phát triển nông thôn, ông Đỗ Đức Khôi, Giám đốc Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam luôn chăn trở làm thế nào để bảo vệ môi trường nông thôn. Những năm qua, việc tái sử dụng phế phẩm nông nghiệp chưa được nhiều bà con nông dân chú trọng. Đầu năm 2012, ông Khôi đã cải tiến thành công chiếc bếp mang nhãn hiệu DK với chức năng vừa đun nấu vừa tạo ra than sinh học phục vụ cho nông nghiệp. Bếp này là tận dụng được tất cả các cái vật liệu, các cái chất đốt mà nông dân thường có, từ phoi bào, vỏ lạc, lõi ngô, cành tre, củi và sọ dừa, và tất cả các loại chất đốt mà nông dân hiện có dễ kiếm và thì đấy đều sử dụng được cho cái loại bếp này. Bếp đun cải tiến có cấu tạo gồm hai buồng, buồng đốt trực tiếp, buồng tạo than sinh học. Buồng đốt trực tiếp được chế tạo bằng thép và sơn chịu nhiệt, đảm bảo chịu được nhiệt độ hơn 1000 độ C. Buồng tạo than sinh học là khoảng trống giữa lõi thép và hình trụ thép thứ hai. Khoảng trống này có chiều rộng 6 cm. Thể tích buồng tạo than sinh học đối với bếp cải tiến là 6 đến 7 lít và chứa được khoảng 0,8 kg chấu. Cái buồng đốt trực tiếp sẽ hỗ trợ cho cái quá trình khí hóa, và ngược lại thì khí hóa khi mà tạo ra cái khí cháy được ấy, thì lại là cùng với cái buồng đốt trực tiếp và cháy luôn. Theo Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển, với bếp đun cải tiến, lượng khói bụi đã giảm 50% so với bếp đun truyền thống. Đặc biệt, hàm lượng khí độc gây hiệu ứng nhà kính thấp hơn 50% so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Một ưu điểm đáng chú ý của loại bếp đun cải tiến này là tạo ra than sinh học với 1 kg đến 1,3 kg các chất đốt như củi vụn, mẩu tre, chấu, lõi ngô sẽ thu được từ 0,4 đến 0,5 kg than sinh học. Than sinh học dùng để ủ với phân chuồng làm phân nhanh hoại mục, không còn mùi hôi thối và giữ chất dinh dưỡng để bón cho cây trồng. Thì với cái sản phẩm than này nó có một cái khoảng hổng độ xốp nhất định, và khi mà bón vào đất ý, thì cái than thực chất nó sẽ làm cái giá thể để cho nước có thể giữ lại trong than, giải phóng cung cấp dần dần cho cây trồng. Thứ hai nữa là khi mà mình bón phân vào trong đất ý, thì cái sản phẩm phân bón đó sẽ tan và được hấp phụ ở trên bề mặt của than ấy, thì được giải phóng dần dần để cây trồng có thể sử dụng được cái phân bón đó mà không bị lãng phí, tức là bị xói mòn rửa trôi để trôi mất cái phân bón mà bà con bón vào ruộng. Hiện nay bếp đun cải tiến 2-1 đã được sử dụng rộng rãi tại một số huyện miền núi như huyện Định Hóa, Thái Nguyên, huyện Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa. Với những ưu điểm trên, chiếc bếp 2-1 đã góp phần không nhỏ cho việc bảo vệ môi trường ở các vùng nông thôn.